3 bí kíp để trở nên xuất sắc. Bí kíp số 1. Bạn cần phải tìm đến cái nơi có những người thực sự xuất sắc trong cái lĩnh vực mà bạn muốn giỏi. Bạn chơi chung với họ, nói chuyện với họ mỗi ngày. Chính vì cái việc mà bạn nói chuyện với họ mỗi ngày, bạn sẽ nhìn thấy được những cái thành tựu của họ. Nó sẽ giúp cho bạn có thêm niềm tin từ chính bên trong của mình. Rằng họ làm được thì bạn có thể làm xuất sắc hơn họ. Bí kíp số 2, bạn hãy tìm kiếm cho mình một môi trường và ở đó có sự khắc nghiệt hơn bình thường. Hãy tìm đến nơi mà có sự luyện tập để bạn có thể thực tế và thực tập. Bí kíp số 3 là bạn cần phải tìm cho mình một người thầy, một mentor đủ giỏi và họ cho mình một lộ trình trong nghề nghiệp để giúp cho bạn trở nên xuất sắc trong cái lĩnh vực mà bạn muốn tham gia. Vậy thì việc của bạn là gì? Thay vì chúng ta rèn luyện tới 10.000 giờ, thì bạn chỉ cần sử dụng 3 bí kíp này của Thủy thôi. Đảm bảo không cần tới 10.000 giờ đâu, bạn vẫn trở thành một nhân vật cực kỳ xuất sắc trong một cái lĩnh vực nào đó. Bạn đã có được cái môi trường đó chưa? Nếu bạn chưa có, hãy ấn vào đường link bio phía dưới avatar của Thủy để tham gia vào nhóm đọc sách của Thủy. Thủy sẽ cùng học tập và đồng hành cùng với bạn. Hãy follow kênh của Thủy để nhận thêm nhiều phương pháp ứng dụng luật hấp dẫn vô cùng hiệu quả.